Một công trình biệt thự cổ điển tại Đồng Nai mà Louis vừa bàn giao, video này sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình thi công phần thô tới hoàn thiện. Đầu tiên là quá trình thi công phần thô, sau khi đổ bê tông cột, dầm, sàn, mái là bộ khung của tòa nhà, đội thi công của Louis đang tiếp tục xây tường bao và tường ngăn. Phần cao nhất của tòa nhà là một mái vòm đang được đổ bê tông, xung quanh là hệ thống nhận giáo và lưới bao che đảm bảo an toàn cho công nhân thi công trên cao. Cuối cùng thì công trình đã được hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư. Mời quý vị theo Louis xem công trình hoàn thiện nhé. Tòa biệt thự nổi bật với hoa văn vào chỉ cùng với mái vòm và tường chúa. Vị trí sảnh trệt của tòa nhà được lát toàn bộ đá ga rất cao cấp, còn chỉ hoa văn tường được ấp đủ với tượng chúa tại các khúc. Follow Louis để đón xem nhiều video thiết kế và thi công nữa nhé.